Chào anh chị, thì lại lại Minh đây. Thì hôm nay có rất nhiều anh chị ở trên diễn đàn cũng như là nhắn tin gọi điện về em Minh, hỏi em Minh là giữa Suzuki SL7 và Toyota Rush thì hai xe khác nhau ở những điểm gì, xe nào hơn xe nào và nên mua xe nào. Thì hôm nay trong video này em Minh sẽ giải thích toàn bộ những sự khác biệt của Suzuki SL7 và Toyota Rush. Thì đầu tiên thì chúng ta nói về giá bán. Giá bán thì hiện tại giá lăn bánh của Suzuki SL7 chênh lệch thấp hơn Toyota Rush đâu đó khoảng từ 5 tới 60 triệu, là một cái chênh lệch mà khá cao nên đối với hai dòng đều là xe của Nhật. Thì về nguồn gốc xuất xứ thì hai xe này đều được định danh là hai mẫu SUV mini, thì đều được nhập khẩu từ Indo. Nhưng mà Suzuki nhập khẩu Indo thì SL7 vẫn là xe của Suzuki. Nhưng mà có một cái rất khác biệt ở Toyota Rush là ở nơi quốc gia mà mẹ đẻ nó sinh ra là Indonesia, thì nó không phải là xe của Toyota mà nó là xe của Daihatsu, và tên thương mại đầy đủ của nó là Daihatsu Terios. Thì sau khi được Toyota Việt Nam nhập về thị trường Việt Nam thì mới đổi tên lại là Toyota Rush. Thì một cái điều đó anh chị nhận biết là ở thị trường nước ngoài nó không phải là Toyota thì nó rất là đặc biệt. Ở con Rush anh chị để ý giúp em là cái bình nắp bình xăng để mình đổ xăng thì nó sẽ nằm bên lư chứ không phải là nó nằm bên tài xế như là tất cả các dòng xe khác mà Toyota Việt Nam đang bán tại Việt Nam. Thì cái nắp bình xăng của thằng Rush nó sẽ nằm bên kia, tại vì bản thân Rush ở những thị trường khác nó là xe Daihatsu và tên đầy đủ của nó là Daihatsu Terios. Thì em sẽ để cái hình ở trên đây để anh chị mình tham khảo là Daihatsu Terios ở thị trường nước ngoài sẽ như thế nào. Rồi tiếp theo về phần ngoại thất, thì về phần ngoại thất chúng ta đầu tiên chúng ta nói đến kích cỡ. Thì đối với kích cỡ thì chiều dài cơ sở và chiều ngang cơ sở của Suzuki SL7 tương đối rộng và dài hơn là Toyota Rush khá nhiều, dẫn đến là cảm quan bên ngoài là về cái độ rộng rãi và cái độ bề thế của xe cũng như là độ rộng rãi nội thất thì Suzuki SL7 nhỉnh hơn Toyota Rush rất nhiều. Và những thông số kỹ thuật em sẽ để trên màn hình đây cho anh chị mình so sánh. Rồi đối với ở ngoài thì SL7 cái gầm sẽ thấp hơn Toyota Rush là 2 cm, cụ thể SL7 khoảng sáng gầm xe là 200 còn Toyota Rush là 220 nha anh chị. Rồi tiếp theo về những trang bị ngoại thất khác, ví dụ như là về phần mâm. Phần mâm thì ở Suzuki SL7 là mâm 16 inch, nhưng mà ở Toyota Rush là mâm 17 inch. Thì nhiều anh chị hỏi em là mâm giữa một mâm 16 và mâm 17 thì có khác biệt gì không? Thì đối với em thì giữa mâm 16 và mâm 17 nó nhích nhau có 1 inch, đó là nó cũng không có những gì thay đổi lớn anh chị. Ví dụ như ở cùng một phân khúc, ví dụ như xe sedan hạng B thì ở cùng một phân khúc thì xe, ví dụ như là xe Accent đi, thì bản thiếu của nó là mâm 15 inch, nhưng cùng là xe Accent nhưng mà bản đổ lên mâm 16 inch thì nó cũng không có gì chênh lệch. Nếu mà chênh lệch đó, thì nó phải cách nhau khoảng 2 inch. Ví dụ như cái mâm tiêu chuẩn ở những mẫu xe hạng B là 15 inch và cái mâm tiêu chuẩn ở những mẫu xe hạng C là 17 inch thì nó chênh lệch 2 inch thì nó mới có sự khác biệt. Đó, còn 1 inch thì nó không có gì hết anh chị. Rồi, tiếp theo. Ở Suzuki SL7 chúng ta được trang bị giá nóc, còn ở Toyota Rush thì không có. Rồi về mặt ở phía trước, ở phía trước thì hai xe đều được trang bị pha cốt là đèn led, nhưng mà riêng Suzuki SL7 là được trang bị đèn định vị ban ngày, còn ở trên Toyota Rush thì không có trang bị đèn định vị ban ngày đó. Rồi thêm một cái khác biệt mà khá là lớn nữa là do SL7 được định danh là SUV đô thị, nên là SL7 vẫn sở hữu khung gầm nguyên khối và dẫn động cầu trước. Còn Toyota Rush nó được định danh ở phân khúc là SUV tiểu mini. Mini SUV nó là ở Việt Nam thường hay gọi thằng Toyota Rush là Fortuner Mini. Vì sao? Vì Toyota Rush sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau và kết cấu khung gầm ròi. Rồi, nói về phần động cơ thì hai xe này có cái động cơ na ná nha anh chị.
ở Suzuki SL7 trang bị động cơ 1.5 lít sử dụng hộp số AT 4 cấp cho ra công suất 103 mã lực, còn ở Toyota Rush thì vẫn là động cơ 1.5 cũng hộp số AT 4 cấp luôn thì cho ra là công suất 102 mã lực. Thì ở hai cái động cơ này thì nó như nhau, nhưng mà khi mà so sánh về mức tiêu hao nhiên liệu thì SL7 sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn khá nhiều so với Toyota Rush. Lý do thứ nhất là Toyota Rush xài hệ thống dẫn động cầu sau, nó sẽ hao xăng hơn hệ thống dẫn động cầu trước. Và cái thứ hai là trọng lượng của Toyota Rush là 1 tấn 290 kg, còn ở Suzuki SL7 là 1 tấn 175 kg, nó chênh lệch nhau gần khoảng hơn 100 kg nữa. Thì dẫn đến là việc Toyota Rush tiêu hao nhiên liệu hơn Suzuki SL7 là khá lớn. Rồi, ngoài ngoại thất thì nó chỉ có như vậy thôi anh chị. Còn những tính năng an toàn khác như là camera lùi hay là cảm biến lùi thì ở hai xe SL7 và Toyota Rush đều có hết. Rồi, tiếp theo chúng ta vào phần nội thất. Thì ở phần nội thất thì tổng quan bên đầu, bắt đầu chúng ta nhìn vô ở nội thất thì nội thất zin của Suzuki SL7 là nội thất da pha nỉ, còn ở Toyota Rush nó chỉ là nỉ thôi. Rồi, tiếp đến là vô lăng. Vô lăng thì ở vô lăng của Suzuki SL7 là vô lăng đi cặp thể thao, còn ở vô lăng của Toyota Rush thì là vô lăng bình thường. Rồi, Toyota Rush nó hơn SL7 ở chỗ là Toyota Rush được trang bị đèn auto anh chị. Đèn auto là đèn khi mà mình bật cái nắp auto đây thì đèn sẽ tự động bật và tắt tùy theo ánh sáng của môi trường. Rồi, tiếp theo đến phần nút đề start top thì hai xe đều được trang bị nút đề start top anh chị. Rồi, về phần màn hình thì màn hình của SL7 là màn hình 10 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trong khi đó ở xe Toyota Rush thì nó chỉ là màn hình 7 inch và không có kết nối Apple CarPlay cũng như là Android Auto. Rồi, tiếp theo về dàn điều hòa thì điều hòa ở hai xe đều là điều hòa tự động hết anh chị, nó đều giống nhau. Rồi, tiếp theo về phần ở dưới đây thì ở SL7 được trang bị bệ tùy tay có hộp để đồ mini đây, còn ở Toyota Rush thì không có. Rồi, nó có chỉ có vậy thôi anh chị, còn bao nhiêu loại thì tương đồng tương đối là giống nhau. Rồi, anh chị mình ra hàng ghế thứ hai giúp em. Thì ở hàng ghế thứ hai này một cái khác biệt nữa là ở SL7 ở hàng ghế thứ hai được trang bị 4 cửa gió cho hai hàng ghế, còn ở Toyota Rush thì nó chỉ có ba cửa gió thôi. Rồi, thêm một cái sự khác biệt nữa là ở Suzuki SL7 được trang bị cổng sạc cho tất cả các hàng ghế đây anh chị. Đây, ở đây cũng có và ở sau cũng có, còn ở Toyota Rush thì không có được trang bị cái chức năng này. Rồi, thì tổng quan hai xe nó đều tương đồng nhau hết anh chị, chỉ có nó khác nhau những cái điểm đó thôi. Rồi, nó khác nhau ở một cái điểm nữa là về mặt trang bị an toàn. Thì ở những trang bị an toàn tiêu chuẩn như là ABS, EBD hay là khởi hành ngang dốc hoặc là cân bằng điện tử thì ở cả hai xe đều có, nhưng Toyota Rush nhỉnh hơn do là Toyota Rush được trang bị thêm một cái công nghệ an toàn đó được gọi là công nghệ kiểm soát lực kéo. Và Toyota Rush hơn ở một điểm nữa là ở Suzuki SL7 chỉ được trang bị hai túi khí, trong khi đó ở Toyota Rush là 6 túi khí đó. Cái chuyện túi khí nhiều hay ít thì em nghĩ nó cũng không quan trọng lắm anh chị. Đối với những cái xe có túi khí nhiều thì có nhiều hơn nó sẽ tốt hơn, nhưng quan trọng vấn đề ở đây là 2 hay là 6 túi khí. Thì cái điều quan trọng nhất là lúc nào, thời điểm nào thích hợp để túi khí bung và túi khí có bung hay không khi xảy ra va chạm. Túi khí nhiều nhưng không bung thì cũng như không, hoặc là túi khí nhiều mà nó bung không đúng thời điểm. Túi khí là một cái trang bị an toàn để bảo vệ con người hết sức cần thiết ở trên tất cả các dòng xe, nhưng mà túi khí nó phải hoạt động một cách chính xác và hiệu quả để đạt một cái đảm bảo an toàn cho những hành khách ngồi trong xe, chứ không phải là túi khí hoạt động không chính xác. Ví dụ như là đâm nặng quá mà túi khí không bung, hoặc là đâm nhẹ quá mà nó bung trở hết cả 6 túi khí thì nó rất là hao tổn về kinh tế anh chị. Ở Việt Nam á, thì
thì trung bình những dòng xe, mỗi cái túi khí đó mình thay thế thì đâu đó nó khoảng 1.000 đô anh chị, nó rất là cao. Rồi thì tổng quan hôm nay em làm video tổng quan so sánh giữa Suzuki XL7 và Toyota Rush, thì anh chị mình chọn xe nào thì comment vào phía bên dưới để chúng ta cùng tìm hiểu và chia sẻ thêm. Thì đối với em thì hai xe này á, thì đều có ưu nhược điểm khác nhau hết, nhưng mà cái thuận lợi rất là lớn của Suzuki XL7 là Suzuki XL7 được bán ở một cái mức giá hết sức hợp lý, có thể tiếp cận rất là nhiều người tiêu dùng ở cái tầm tiền rất là phổ thông anh chị, nhưng mà được trang bị đầy đủ các công nghệ cũng như là các trang bị. Rồi anh chị nào quan tâm xe Suzuki XL7 ở Long An cũng như là khu vực miền Nam thì Duy Hồng liên hệ em Minh để số điện thoại trên đây để em Minh được tư vấn và phục vụ mình. Rồi xin cảm ơn và chào tất cả anh chị.